xuân ghé vào trái tim cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào từng nhà thờ ươm ca vòng ước mơ cho trái tim mà cười cùng mùa xuân rào khắp phố nhà. Xuân nhớ chúng ta đường ta đi có nhiều gian khó ta vẫn bước qua vì tim ta thắp sáng bình minh. Xuân nhớ chúng ta mùa xuân sang thắp đầy mơ ước ta chúc với nhau mùa xuân sang lòng ta muốn bình an. Một năm qua với bao sầu lo hãy bên nhau vượt qua gian khó. Xuân đến nước muốn ấm no phố phường lấp lánh sắc hoa dịu dàng. Chúc an gia tài lộc ngập tràn công thành danh toại thịnh vượng an khang gia đình hạnh phúc đồng hoàng quý sang năm mới rộn ràng niềm vui. Nghiệp đó, quả báo của ông tối hôm qua đó. Quả báo gì? Nè, đừng có mở miệng ra là gài hàng anh hoài nha. Còn em sao? Người đẹp, giàu có, sang chảnh đồ ha. Mà nhìn tổ thấy thương luôn vậy. Ủa sao rồi? Cua đường kia chưa? Nè, đừng có đánh trống lảng nha. Tết nhất rồi, mà cũng tha cho người ta để người ta làm ăn nữa. Em biết chuyện gì chưa mà xài xảy anh dữ vậy? Thôi, phải... ưng anh là êm rồi. Nè, có lấy đồ á thì trả cho người ta đi nha. Chứ tụi ông Điền á không có tiền để mà trả cho người ta đâu. Phải chi mà em bên anh bằng một gốc, em bên tụi Điền là anh thấy hạnh phúc biết mấy rồi. Mà anh nói em nghe, anh không có lấy gì hết trơn á. Còn em á, không có nghĩ gì, qua Tết về làm với anh nè. Cỡ ông á hả? Không có cửa đâu. Chị Trang. Ủa Tuyết, em đi đâu vậy? Em ăn gì chưa? Sao em không đi chợ nổi với mọi người? Tại em không muốn đi. Ủa mà chị Trang, chị là người giàu thiệt hả? Trời, nhìn chị dám giỡn lắm sao? Mà giàu có hay là nghèo khổ gì đó cũng phải đi làm với nhau à em. Ủa mà sao chị làm cái nghề này vậy? Thì hồi nhỏ tới giờ á, chị được ba má nuông chiều nên sung sướng quen rồi. Đến một lúc nào đó chị muốn là có một cái sự nghiệp riêng, có một cái công việc riêng tự lập. Chứ không lẽ để ba má lo hoài sao? Với lại khi mà mình muốn chinh phục một người giỏi giang, đàng hoàng thì mình cũng phải giỏi, thì người ta mới nể. Thôi chị đi nha. Dạ. Yeah. Sao về sớm vậy? Ngó xung quanh chưa? Là một dấu rồi chuồng chứ hả? Hồi khuya mới có thằng làm rồi. Từ từ đi. Có thằng làm rồi. Thằng nào ta? Vậy còn gì đâu nữa mà kiếm? Vậy mới nói. Tiền hết. Mốt là 30 rồi. Giờ phải kiếm, chứ không lấy tiền đâu mà xài.
Nhưng mà kỳ này tôi không có làm đâu. Không làm thì nhịn. Nhịn thì nhịn, tôi muốn về nhà. Muốn hoàn lương hả? Tết rồi, anh không có muốn ghé qua nhà sao? Muốn. Ghé qua đó đốt nhà rồi đi luôn. Mày về làm chi? Là một cú ở đây, rồi mình kiếm một mớ mình đi du lịch. Tôi chán rồi. Nè, đừng có chọc giận ở đây nha. Cầm lấy, nhiêu đây đủ cho hai ông bà ngủ một giấc dài. Tôi không có làm đâu. Có làm không? Nhưng mà anh không sợ bị bắt hả? Mới hồi tối bà khách mất đồ rồi, anh và tôi làm chuyện này nữa, chắc chắn sẽ bị truy nã, trốn đâu cho thoát. Em, anh đêm qua ngủ ngon không? À, dạ không. Sao vậy? Em thức sáng đêm nhưng mà bây giờ em thấy cũng không có mệt. Tại em vui quá. Anh cũng như em vậy đó. Anh nghĩ về em, suốt đêm anh không ngủ được, mà bây giờ anh vẫn khỏe. Thôi, mình đi qua bển ăn sáng uống cà phê nha. Sao vậy em? Dạ không sao. Chỉ là em muốn nhìn kỹ coi có phải là anh đang hiện diện trước mặt em không. Em tưởng đây là mơ hả? Không, đây là sự thật. Thôi, mình đi em. Đi em. Anh, chuyện mất đồ trong nhà anh tính sao? Đâu dính dáng gì tới anh đâu. Ai là mất cửa đó đền thôi. Nếu như cần phải gom tiền trả thì anh cứ nói với em. Em cho anh tiền đền hả? Em biết tính của anh mà. Dễ gì cho mà anh chịu. Em sẽ cho anh mượn. Khi nào anh có thì anh trả em. Còn khi nào mà em vui vui thì em xí xóa cho anh luôn. Sao em chịu chơi dữ vậy hả? Nhưng mà chuyện này là của tụi nó, đâu có liên quan gì tới anh đâu. Em cứ mặc kệ đi. Thì em nói rồi, nếu như anh muốn chứng tỏ bản lĩnh giám đốc của anh, em sẽ sẵn sàng ủng hộ anh. Anh làm gì em cũng ủng hộ anh hết. Hôm nay là 28 Tết rồi, anh có muốn đi đâu chơi không? 28 rồi, anh ở nhà phụ má. Thì mình đưa má đi luôn cũng được mà. Má không đi đâu, nhà khách khứa tùm lum. Má, má cũng muốn đi chơi phức cho rồi. Dạ. Bực bội quá. Sao vậy má? Con chào bác. Nhà khách khứa tùm lum, sao má đi được? Má cũng muốn đi lắm, nhưng mà má sợ nè, bàn thờ ba con nè, rồi cửu quyền thất tổ, mình phải cúng kiến ông bà nữa chứ con. Thấy không? Bác ơi, hay là mình cứ đi đi cho vui bác. Dạ. Nhỏ này nó đẹp quá ta. Nhỏ này nay mặc cái đầm này xinh dữ ta. Tính ra con cũng xinh đẹp mà tốt bụng nữa nha. Nhưng lòng nó có ông Mai rồi. Tụi nó là duyên nợ với nhau đó. Ông bà xưa người ta thường nói, phải duyên phải nợ anh chờ, không duyên không nợ đừng chờ uổng công. Thấy không? Bác nói thiệt con đừng giận nha. Nhưng mà con xinh đẹp tốt bụng vậy á, sớm muộn gì con cũng gặp được một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai hơn long nữa đó. Dạ không sao đâu bác, con không có giận đâu. Mà nè bác, nếu như anh Long anh hết duyên, ảnh yêu ai thì bác cũng thương như vậy hả? Dạ thôi, con xin phép về nha. Em về nha. Em về. Chào bác. Con sao vậy? Con thay lòng đổi dạ rồi sao? Có đâu. Má nói con nghe nè, lấy vợ ngoan ngoãn nghe lời cũng tốt.
Đàn ông đàn ăn gì thiệt tình cứ thích đàn bà yếu ớt vậy á. Tại sao không lấy người đàn bà mà bản lĩnh nè, mạnh mẽ nè, nó vui nó thú vị hơn, phải không? Bản lĩnh như má vậy hả? Ừ. Nhưng mà trong nhà phải có tôn ti. Má nhìn kìa. Tết nhất trăm hoa đua nở, ngắm cây, ngắm hoa, cảm thấy tâm hồn mình cũng bình yên, tinh thần cũng sảng khoái, tươi trẻ. Tết nhất rước buồn vô nhà chi không biết nữa. Ai nói má buồn? Má đang vui nè. Giờ nếu tụi con nói dàn xếp đúng không? Được rồi, cô để cho tụi con dàn xếp. Tết nhất kiện cáo ôm sừng cũng đâu có hay. Nhưng nếu không dàn xếp được, yêu cầu tụi con đền cho cô. Vậy thôi. Trời trời. À, thiệt tình á, bây giờ mà kêu đền, bán hết nhà cửa ruộng vườn đất đai cũng không đủ tiền mà đền. Bây giờ theo tôi nghĩ á, là mình rút kinh nghiệm đi. Mai mốt quá mà mình đi chơi á, mình đừng có đem vàng dòng chi cho nó phiền phức. Trời, chị cũng thông cảm. Vàng nhiều để làm gì? Ờ thì vàng nhiều là để đeo. Thì đó. Chị cũng biết là để đeo hả? Đeo khoe thì người ta mới biết tôi giàu chứ. Với lại tôi đeo sương sương thôi, còn trên nhà mấy rương nữa đó. Chị muốn sao? À... Bà, sao bà nổ quá? Vàng đâu mấy rương? Nín đi. Má má. Để con thương lượng với cô chú. Cô Ngọc ơi, con nói thật với cô luôn á, là tụi con làm cái này cũng chỉ lấy công làm lời thôi đó. Cô cũng thấy rồi đó, tụi con đâu có cái số tiền nhiều dữ vậy. Cô thấy, cô biết, nên giờ đây mới ngồi đây nói chuyện nhỏ nhẹ với tụi con nè. Không là cô đi kiện rồi. Bình tĩnh đi bà. Nhìn mặt điên thấy thương quá. Thương sao? Thôi bà nói tiếp đi. Con thấy không, không báo công an là hiện trường bị xóa hết. Mai mốt muốn điều tra cũng đâu có được. Dạ thôi được rồi. Lần trước á, cô chú cho tụi con thêm thời gian. Lần này cô chú cho tụi con thêm cơ hội nữa nha. Nếu mà tụi con tìm không ra thì tụi con chấp nhận đền tiền lại cô chú. Trời trời, lỡ tìm ra làm sao? Thì đền chứ làm sao. Ừ. Bữa nay tôi xin mời hai cô cùng qua ăn sáng với tôi cho vui. Tôi không thích vậy. Chị Tám nói vậy là sao? Tánh tôi không thích hài hàng. Tại ảnh sợ mất lòng tôi cho nên ảnh nói vậy thôi. Chị Tám, ảnh có ý tốt mà. Thì chứ tôi có nói gì đâu. Mà thực ra tôi cũng không còn bụng dạ nào với ảnh nữa. Tôi tính mời ăn sáng để tôi giới thiệu. Đây là người phụ nữ mà tôi có tình cảm. Còn đây là bà bạn quý, cũng có tình cảm nhưng là tình bạn. Nhờ hai người mà tôi vui lắm. Nếu cô không đi thì thôi, tôi xin phép đi nha. Mình đi nha. Xin phép chị Tám. Má, dạo này hai má con mình đen tình đỏ bạc. Bôi vẻ xấu đi má, chịu trúng á. Vậy ha? Thiệt. Con đi nha. Ờ, đi đi con. Dạ. Đi nữa rồi. Chắc hồi đó ông bà tổ tiên mình xây cái nhà này rơi vào phong thủy cô đơn hay sao? Tối đứa nào hút cú đó bộ mà. Nếu như mình biết mình làm trước rồi, khuya nay tới ông bà già này, ok không? Bây giờ động rồi, làm là bị hố chắc. Vậy mai cái mánh khác. Mánh khác là mánh nào? Thiếu cha gì, mình đi mận, không phải đi chơi đâu. Quên hả cưng? Anh không nhớ nhà hả? Dù sao ba anh... Nè, không muốn bị ăn đòn á, thì đừng bao giờ nhắc tới ổng.
Anh không sợ sống dậy, mẹ anh ở trên suối buồn hả? Chết là hết, không có buồn vui gì ở đây á, biết chưa? Nhưng mà tôi muốn cúng ba tôi. Anh muốn cúng mẹ anh không? Tôi nói bác chủ nhà làm cho mấy món. Ý hay. Giờ thừa, em dụ bảo cúng kiến đi. Để cho anh ở đây, anh hốt hết. Đi, đi lẹ đi. Nói với bà đi. Cô Ngọc à, hôm nay á, chị dẫn hai đứa nhỏ qua đây gặp cô để nói với cô một tiếng. Để thư thả cho tụi nó đi, để tụi nó gom đủ rồi á, tụi nó gửi cho cô được không? Ngon cái bộ này là mất đức rồi đó. Bây giờ tụi con tính sao thì nói đi. Tổng cộng gần 4 cây vàng của cô chứ ít hỏi gì. Dạ, cô cho con thêm vài bữa nữa đi. Bằng mọi cách, con sẽ tìm lại được số vàng đó cho cô. Còn nếu mà không tìm ra, con sẽ đền đủ số vàng đó cho cô, được không cô? Rồi chừng nào? Cô muốn có một cái hẹn rõ ràng, chứ tụi con đừng có ước chừng nữa. Khoảng 1 tuần được không cô? Thật sự là cái số vàng của cô nó quá lớn đi, con phải gom góp mới có đủ được. Nhưng đây là uy tín và trách nhiệm của con, nên con nói đền là con sẽ đền. Cô Ngọc ơi, thằng Điền con tôi từ hồi nào tới giờ chưa có thất hứa với ai hết á, lúc nào cũng giữ chữ tín, yên tâm đi nha. Thôi, thôi được rồi. Cô cho tụi con thời hạn là sau tour 1 tuần là phải chồng đủ cho cô. Còn nếu như mà thiếu á, cô lên công an, cô báo lên trển là tụi con ém nhẹm chuyện này, làm ăn tức trách, lúc đó thì đừng có trách cô nha. Dạ cô ơi, mất của thì ai cũng xót hết, nhưng mà uy tín của tụi con cũng rất quan trọng. Cho nên tụi con sẽ không làm cô thất vọng đâu, cô tin tụi con nha. Nói được là phải làm được đó. Dạ. Điền, tiền đâu mà trả mà Điền dám hứa dữ vậy? Mai chỉ còn có mấy chục triệu để đưa cho Điền thôi đó. Cứ để đó, để Điền tính cho. Thôi, lấy cuốn sổ đỏ đi cầm đi, đủ không con? Má, nhà đang ở, sao tính vậy được má? Ủa, vậy chứ bây giờ con tính làm sao? Không đợi nên người ta thưa mình đi ở tù, mà nếu mình đi tù, uy tín của mình cũng bị mất. Mà đã mất rồi thì sau này làm ăn được với ai? Cứ tính vậy đi, thôi đi về. Thôi về Mai. Còn nếu như mà tụi con thất hứa hả, cô sẽ lên công an để báo lại cái chuyện này là tụi con ém nhẹm ha, rồi làm việc tức trách với khách, lúc đó đừng có trách cô nghe chưa? Dạ cô. Không đợi nên người ta thưa mình đi ở tù, mà nếu mình đi tù uy tín của mình cũng bị mất. Mà đã mất rồi thì sau này làm ăn được với ai? Mở cửa. Mở cửa. À, anh. Làm gì khóa cửa vậy? Bình thường phòng này cũng vậy mà. Lo chuyện đó xong chưa? Tao nóng máu với ông già đó lắm rồi đó. Bây giờ em đi. Bây giờ em đi liền nè. Con, có gì không? Bác ba, sẵn bác ba làm cho con 2 mâm cúng luôn nha. Mỗi mâm vài món thôi. Làm gì tới 2 mâm dữ vậy? Ờ, 1 mâm cho ba của con, 1 mâm cho mẹ của bạn con. À, ra là vậy. Dạ. Ừ, tụi con làm vậy được đó. Đi chơi mà vẫn nhớ về những người đã khuất như vậy.
phước đức lắm đó con. Dạ. Để bác ba làm cho hen. Dạ. Con nghĩ rồi, khoan cưới cũng hỏng sao. Dòng vàng má chuẩn bị để cưới con về đó, má gom hết đưa trong điền để ổng đền cho người ta. Với má con cũng gom được 20 mấy triệu á. Tiền của má con á, để đó đi, lấy làm cái gì để má con còn lỗ thuốc thang cho bả chứ. Má con để con tính, mà không đủ thì cũng coi như mình trả trước như đó, rồi mình góp từ từ thì đỡ trước đi chứ sao giờ má. Nhưng mà đám cưới á, má đã coi ngày giờ hết rồi. Thì đúng ngày giờ ổng qua ổng chở con về cũng được mà. Chừng nào có thì cưới, còn không thì thôi. Coi phim Tây dở, người ta có con người ta mới cưới, còn vui nữa. Vui cái gì mà vui? Tây cái đầu của bay chứ Tây. Mình ở ta thì nói chuyện ta đi, ở đâu ra chuyện kỳ cục vậy? Có gì đâu kỳ má. Nói bả vụ cúng chưa? Rồi, 2 mâm. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Tôi nói rồi, mẹ ông 1 mâm, ba tôi 1 mâm. Giả bộ mà, làm gì nhiều dữ vậy? Tết nhất rồi, anh không nhớ mẹ anh hả? Tôi cúng ba tôi là thiệt, không có giả bộ. Rồi rồi, ok, được. Bây giờ nè, em dù ông bà cúng ở ngoài, anh lẻn vô trong, khoắn hết. Nhớ, phải câu giờ, khóc lóc ỉ ôi gì đó, làm giống thiệt vô. Anh có phải con người không vậy? Không. Có ai muốn làm người đâu. Ông bà chỉ tùy tiện đẻ mình ra, mẹ thì tự tử, cha thì bỏ con ra ngoài đường, ôm giọng con khác. Anh không nhớ ba anh thì thôi, nhưng mà tôi nhớ ba tôi. Rồi, em muốn làm gì á thì em cứ làm. Nè, nhớ gì thì nhớ, anh với em á là chung một ruột đó. Đồ bỏ hết, trên đời này á chỉ có một thứ là mình sung sướng thôi. Nè, đồ khùng. Nè, mày đứng lại. Mày chơi đồ khùng hả? Mày hả? Cái con nhỏ này, mày chơi khùng hả? Má, đừng có đánh tôi. Mày sao đánh tôi? Ông dám hả? Anh làm cái gì vậy? Anh hùng với người lớn vậy? Tại mày mà ông đánh tao. Mày có thôi đi không? Anh đánh là tôi kiện anh đó. Kiện hả? Mày coi mày kiện coi. Còn ông nữa, ông đối xử với khách vậy á hả? Khách gì cái thứ như mày hả? Con gái, tại sao con quen cái lỗi này hả? Dạ, nước của anh đây à? Ừ. Tuyết. Dạ. Em tính là công việc này hoài hả? Em còn lo cho em gái, cho mẹ dạy đang bệnh ở nhà. Mấy công việc lương 3 cọc 3 đồng này sao em lo nổi? Nhưng mà bây giờ em không biết làm gì ở bên ngoài. Có việc gì mà làm nhiều tiền hơn em cũng làm nữa. Ngồi đây. Em nghe lời anh, đi theo anh đi. Anh hứa nhất định em sẽ được đổi đời. Nghe bác nói nè, Tết nhất con về nhà với cha mẹ của con đi. Trời đất ơi, cha mẹ của con mà biết con cặp kè với loại người này á, cha mẹ con buồn lắm, con hiểu chưa? Còn mày, tao mà biết mày đánh nó một lần nữa là mày biết là tao, nghe chưa? Mày có chân á, xứ này là của tao nghe mày, mày không thoát khỏi nơi đây đâu. Mất dạy, dù côn dù đảng gì đâu á. Bữa nay mày lớn gan lắm. Mày dám hù tao hả?
Mày kiện đi. Mày có đi giật đồ với tao không? Mày có xài tiền của tao không? Còn ông già đó, tao thề phải làm một vố để cho ông biết thế nào là lễ độ. Làm gì vậy? Tính theo tôi, không cưới hỏi gì hết hả? Chờ sớm người ta biết được, người ta cười cho thúi đầu á. Ai cười thì cười, tôi dạy á được không? Thôi bây giờ má tính vậy nè, bao nhiêu vàng với tiền bên nhà con á, gom cũng không đủ đâu. Để má cầm cái sổ đỏ, còn người á là còn của, tính vậy đi. Con chờ bác. Gì nữa? Ủa, Trung dẫn khách đi chợ chưa? Chuyện này chưa rồi. Thêm vụ bên bác ba nữa. Hả? Chuyện gì nữa? Nữa hả? Tội nghiệp con nhỏ, nó bị cái thằng đi chung đánh hoài à. Trời, 30 Tết mà vẫn còn đánh lộn hả bác? Ừ. Hồi nãy ông chịu hết nổi, ông nhào vô ông đập cho thằng quỷ dịch đó hết trận rồi. Thôi con người, kêu tụi nó dọn đi đi. Tết nhất ở trong nhà kiểu này xui xẻo quá, cũng la quá chừng kìa. Bữa nay 30 mà đuổi người ta đi cũng tội đó bác. Chẳng thà đuổi 30 còn hơn để ngày mai nó quýnh lộn, là coi như xui cả năm luôn đó. Cái thằng đó nhìn nó vô côn, chứa trong nhà ớn quá. Mình còn cách nào khác không bác? Hết cách rồi con ơi. Con kêu nó dọn đi nhanh giùm hai bác đi nha. Dạ, vậy để con nói với anh Điền nha. Chỉ còn vài giờ nữa là giao thừa, mọi phiền toái sắp qua, ta sắp được ra đi, không bị soi mói, phán xét, hết phải phân vân, đóng giả, trốn tránh. Nhẹ nhõm, bác ba. Tụi con. Dạ. Bác, sao rồi? Ở bển cúng xong chưa? Dạ, mực đang làm đó bác. Hai người kia sao rồi bác? Cái thằng thì ở trong phòng, còn con nhỏ nó nói nó chạy ra chợ mua gì á. Giờ này chợ sắp giãn rồi mà bác ba. Thì đó, không biết nó chạy ra chợ nó mua đồ gì nữa. Mà nè, chút nó về á, tụi con nói nó dọn đi giùm đi, chứ để ông ba ông la quá. Giờ này là trưa 30 Tết rồi bác. Mình không ráng được hả bác? Tao thì không có gì, chỉ sợ quýnh lộn quýnh lạo đầu năm đầu tháng nó xui thôi. Vậy là phải dọn hả bác ba? Anh ơi, ở đây chắc không ổn rồi, anh phải chuyển phòng rồi đó.
Ông ấy em đặt homestay bên kia cho anh ở nha. Sao? Chủ nhà đuổi hả? Thằng này đâu có làm giỏng đâu. Thì biết vậy mà gia chủ họ không có muốn. Du thông cảm nha. À, hay là Du muốn qua bên anh Hai Hổ không? Không cho thì thôi. Chờ bạn gái tôi về, dọn đi được không? Dạ. Cảm ơn anh đã hiểu giùm. Ông anh thông cảm nha. Thôi thôi anh nghỉ ngơi đi. Tụi em không làm phiền anh nữa. Dạ. Trưa nay cúng xong, quơ một mớ rồi sửa che già đó luôn. Trưa sao được? Trưa không ai nghi. Trời sáng dễ thấy đường mà chạy. Lấy đồ thôi không được sao? Không, tao ghét che già đó lắm rồi. Cô Ngọc à, đây là số vàng tôi để dành làm đám cưới cho thằng Điền. Nhưng mà bây giờ là thôi, coi như là tôi gửi cô đi. Rồi còn thiếu đủ bao nhiêu từ từ tính sao. Chứ thôi đi, đừng có đi thưa công an chi cho nó lùm xùm. Tội nghiệp tụi nhỏ lắm nha cô. Tôi xin đó. Vậy là sao đây? Tụi nó nói với tôi là làm tour một tuần sau đó là chồng đủ. Mà bây giờ chị đem qua giống như là trả góp vậy. Rồi chừng nào mới đủ hả chị? Rồi tụi nó đâu rồi? Hả? À, mới đó mà tính chạy làng đúng không? Được rồi, tôi lên công an tôi quẩy cho mà coi. Từ từ ha, bình tĩnh đi. Tôi đứng ra tôi đảm bảo nha. Chị Sáu đây, bả đàng hoàng có tiếng nhất ở đây, ai cũng biết bả trơn á. Thôi bây giờ nè ha, để số vàng này ở đây. Nếu tới ngày mà chưa đủ trả cho em á, tôi đứng ra tôi trả hết cho. Thôi được rồi, mấy người không tính sao tính đi. Chứ tôi mệt lắm luôn rồi đó. Tự nhiên xui, xui mấy người thôi. Xui lây qua tôi làm chi vậy? Thôi vậy đi chị. Đó, má thấy chưa? Con nói nghe từ đầu đừng có làm mà không chịu nghe. Dính vụ này không chừng mất luôn cái nhà đó. Tôi hứa với chị, nếu mà tới lúc đó tụi nó mà không đủ tiền trả, thì tôi lấy cái sổ nhà tôi cầm, tôi trả cho đủ luôn. Không cần phải làm vậy. Cứ bình tĩnh đi, từ từ tôi nói giùm cho. Cái này là xui rủi thôi, từ từ rồi cũng qua thôi. Ha, yên tâm đi. Vậy thôi, tôi xin phép chị tôi về nha. Dạ. Bác về nha. Dạ, bác về. Cái này mà xui gì xui. Cái này gọi là chịu đấm ăn xôi. Con cũng quá lắm nghe. Quá cái gì mà quá má, hả? Con nói má nghe nè, làm ăn lớn đâu phải chuyện nhẫn chơi đâu. Muốn làm sao thì làm. Bay không có đúng sai hả? Bay quá sai luôn nữa là khác. Sai mới đóng cửa công ty kìa. Ôi trời ơi, làm như má không biết vậy. Bay cứ cư xử giống như là má không biết gì. Mai nó dụ công ty cho má biết hả? Mai mét với má hồi nào vậy? Con Mai nó không hề hé ra nửa lời nha. Là do má nghe lén, má mới biết tụi bay gây nhau đó. Trời đất ơi. Thôi giờ nè, má nói luôn nè, má không đồng ý để con chia tay với con Mai đâu nha. Người đàn bà đứng vững bên con khi con sụp đổ thì mới cán đáng được gia đình. Đừng để thói háo thắng nó làm mờ mắt. Đài Trang nó nghe lời con, vì nó chưa biết con thất bại. Nó không hợp với con đâu. Con chấp nhận. Trời đất. Con biết anh Long thất bại chỉ là nhất thời thôi. Quan trọng là anh Long có chí lớn và biết nghĩ lớn. Con có đất có vốn, tụi con sẽ gây dựng lại từ đầu. Con sẽ phụ ảnh được, không có thua gì chị Mai đâu bác. Với lại con không có cãi ảnh, như vậy thì con mới hợp với ảnh đó. Con đi chơi có vui không? Ở đây vui lắm. Vậy khi nào con về? Mùng ba con về. Mẹ đừng có lo. Năm nay mẹ ăn Tết với các em đi. Năm sau con ăn Tết với mẹ.
con không đi đâu nữa. Mà con đi với ai vậy? Con có biết mẹ lo lắm không? Con đi với một người thân lắm. Người này đảm bảo thương con không thua gì mẹ đâu. Mẹ yên tâm nghe mẹ. Thiệt không? Vậy người đó có lo cho con không? Con nghĩ sẽ không thua gì mẹ lo cho con đâu. Nghe vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Năm nay mẹ không có hài hả mẹ? Chắc bây giờ mẹ coi được rồi. Chứ mấy bữa nay mẹ lo cho con muốn chết à. Tính đăng lên mạng tìm kiếm trẻ lạc rồi đó. Năm nào cũng coi chung với con. Còn năm nay con đi đâu mất tiêu à. Coi sao mà cười nổi. Con ổn mẹ. Mẹ coi đi, ráng cười nhiều nhiều nha mẹ. Mẹ biết rồi. Mẹ vui hoài nha mẹ. Con tắt máy nha. Con giữ sức khỏe nha. Anh làm gì mà ngồi lù lù ở đó vậy? Vẫn chưa chịu chết hả? Bữa trước tôi có nói gì khó nghe, anh bỏ qua cho tôi nha. Tôi mới điện về nhà. Có những chuyện sao mà khó nói quá. Nhất là với người thân của mình. Tôi tính nói dụ tôi có bầu với mẹ. Nhưng mà tôi không có nói được. Mẹ tôi mà biết sẽ đau lòng lắm. Sao mà tôi ghét cái mối quan hệ phức tạp. Phải chi tội tôi làm, một mình tôi chịu là được rồi. Đúng. Bởi vậy mình phải can đảm chấm dứt hết, không có dính líu gì tới ai hết, khỏe mình. Nhưng mà mẹ của mình cắt được không? Cắt mà không thanh thản sao gọi là cắt? Như vậy không phải là can đảm mà là trốn, là hèn lắm anh biết chưa? Mình làm mà rốt cuộc mẹ mình đau hơn thì còn hơn là đau. Thay vì trả hiếu cho mẹ thì mình lại làm cho mẹ khổ. Tôi sắp được làm mẹ rồi, giờ tôi mới hiểu. Nhà anh biết anh đang ở đây không? Mẹ anh biết chưa? Nếu chưa thì gọi điện về cho mẹ đi. Nếu không mẹ anh khỏi ăn Tết đó. Còn tôi để cho mẹ tôi ăn Tết vui vẻ rồi tôi mới nói. Nhức đầu hả con? Má, uống ly nước chanh đi cho nó khỏe nè. Uống đi con. Dạ cảm ơn má. Ủa, đồ cúng xong hết chưa má? Má giao cho ông Kiều hết rồi. Nào xong mình dọn lên mình cúng. Sau này má miễn cho con đó. Nay mai má chết á, con cứ thiêu đi, rồi lấy cái tro rải ra biển, xong khỏi cúng kiến. Còn nếu có cúng á thì cúng chén cơm với cái trứng vịt thôi, đơn giản. Má nói gì kỳ cục vậy má? Không phải sao, ai cũng leo lẻo là chết là trở về cát bụi. Vậy á mà cũng lo mồ to mã đẹp. Con cái nó nhớ là nó nhớ, chứ đâu phải thắp nhang là mới nhớ đâu con. Ba đồ ăn á, bài ê hề làm chi. Chết xuống dưới rồi có ăn được ba cái đó đâu. Trời ơi má ơi, má nói sao á. Chứ đứng trước bàn thờ tập trung hơn,
Tại nhiều khi bình thường lu bu nhiều chuyện này kia nên phân tâm thờ ơ việc thờ cúng. Con cái lu bu là cha mẹ phải vui. Bay cứ lo sống cuộc đời của bay đi. Rảnh thì nhớ má, không nhớ cũng không sao. Mà nói vậy đâu có được má. Được chứ sao không. Bao nhiêu chuyện lo chưa rồi còn lo cúng kiến làm chi. Má tôi bữa nay buồn đúng không? Sao? Ai là má buồn hả? Má buồn thì má đuổi hết đi cho khỏe. Mắc gì giả bộ vui vẻ chi cho nó mệt. Con nè, ở đời đâu phải cái gì mình muốn cũng được đâu con. Thất bại mà vẫn cư xử đàng hoàng thì mới ra con người. Chứ mà thất bại rồi hành hạ dằn hắt người ta là nhỏ mọn đó con biết không? Không có đáng mặt đàn ông đâu. Má nói vậy là sao? Thì má nói vậy đó. Bay hỏi thì má nói quan điểm của má thôi. Thành công thất bại gì vẫn là mình, vẫn cư xử chừng mực vậy mới hay. Con hiểu không? Thôi được rồi, con uống nước chanh đi. Để má xuống coi anh Kiều nó làm tới đâu rồi. Sắp chín rồi, con như vậy là có lòng đó. Biết nghĩ tới tổ tiên ông bà cha mẹ. Sau này mà ai lấy được bay là có phước lắm luôn á. Dạ, cảm ơn bác ba. Phụ nữ mà như vậy mới làm mẹ làm vợ tốt. Còn biết cúng cho mẹ bạn trai nữa. Đáng lẽ ra nó phải thương con lắm mới phải. Nè, bác hỏi thiệt nha, bay thương nó hả? Hay là nó ép bay theo nó? Dạ, con tự theo. Tự hả? Sao thấy giống như... Nè, có chuyện gì khó nói thì nói ra, bác giúp cho. Chứ bác thấy bay á, cũng có vẻ là đứa biết suy nghĩ đó. Bác thấy con là đứa biết suy nghĩ thiệt hả bác? Thiệt chứ. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào từng nhà, ươm khát vọng ước mơ, cho trái tim mà cười cùng mùa xuân rào khắp phố nhà. Xuân nhớ chúng ta, đường ta đi có nhiều gian khó, ta vẫn bước qua vì tim ta thắp sáng bình minh. Xuân nhớ chúng ta, mùa xuân xa thấp đầy mơ ước, ta chúc với nhau mùa xuân sang lòng ta muốn bình an. Một năm qua với bao sầu lo, ta hãy bên nhau vượt qua gian khó. Xuân đến nước uống ấm no, phố phường lấp lánh sắc hoa dịu dàng. Chúc an gia tài lộc ngập tràn, công thành danh toại thịnh vượng an.